Hôm nay là chúng ta học tiếp phần kinh Trung Bộ, bài kinh số 10, kinh Đại Niệm Xứ. Thì xin thưa với quý vị, bài kinh này là một cái dấu mốc quan trọng. Nói theo sự phân chia, Trung Bộ kinh 150 bài thì chia ra làm 3 phần, là 50 bài đầu, 50 bài giữa, 52 bài cuối. Rồi trong 50 bài đầu á, thì được chia ra làm 5 phần nhỏ, làm 10 bài kinh đầu và cứ thế. Cho nên là bài kinh số 10 được xem là kết thúc của 10 cái nhóm 10 bài kinh đầu. Theo chương trình thì sư thông báo trước cho quý vị biết là sau khi kết thúc bài kinh số 10 thì cái khóa đầu tiên của lớp học kinh Trung Bộ là sẽ hoàn mãn. Bài kinh Đại Niệm Xứ là bài kinh riêng, gọi là chuyên về pháp hành. Đây là một bài mà tất cả các cái vị hướng dẫn thiền đều phải nắm, đều phải biết, đặc biệt là nắm về chánh kinh lẫn chú giải. Bây giờ chúng ta đi tiếp phần chánh kinh. Thế nào là bốn? Này các tỷ kheo, ở đây vị tỷ kheo sống quán thân trên thân, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán thọ trên các thọ, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán tâm trên tâm, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời, sống quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Thì sư giải thích cái phần quán thân. Đầu tiên là sư giải thích cái từ ngữ. Đức Thế Tôn nói vị tỷ kheo sống quán thân trên thân. Sống, thế nào là sống? Thì cái sống ở đây đó có nghĩa, viharati có nghĩa là sống hoặc là an trú. Thì ở trong chú giải và ở trong Nikdesa thì giải thích một cách rõ ràng hơn để chúng ta biết cái chữ viharati này có nghĩa là gì. Đó có nghĩa là trong khi thực hành, trong khi trú ngụ, trong khi sinh hoạt, trong khi vận hành, trong khi bảo hộ, trong khi nuôi dưỡng, trong khi bảo dưỡng. Tức là đây là một công việc mà chúng ta phải làm trong suốt thời gian chúng ta sống, trong suốt thời gian chúng ta thực hành thiền, trong suốt thời gian chúng ta vận hành, ăn uống các thứ. Tức là trong suốt cuộc đời của chúng ta, trong suốt thời gian đó, thì đó bao hàm trong cái nghĩa viharati này. Sống quán, quán thân trên thân. Thì cái quán nó là gì? Quán anupassi. Anupassi ở đây ấy, có nghĩa là trí tuệ. Sự quán xét ở đây, anupassi có nghĩa là trí tuệ, là sự biết rõ, là chánh kiến. Nói như thế để chúng ta biết là khi chúng ta dùng cái từ quán, bị tỳ kheo quán, dùng cái từ quán, muốn quán, thì quán là quán cái gì? Là chúng ta dùng trí tuệ để chúng ta biết rõ nó là cái gì. Chúng ta dùng trí tuệ, dùng chánh kiến để chúng ta suy xét, chúng ta quán xét, chúng ta phân tích nó. Thì ở đây gọi là quán xét anupassi. Còn cái kaye là nơi thân. Nơi thân ở đây có nghĩa là vị trí của thân, nghĩa là các thành phần lớn nhỏ của thân. Chúng ta quán thân ở trên cái tấm thân là các thành phần lớn nhỏ của thân. Các thành phần lớn nhỏ của thân ở đây đó, nó bao gồm như là tóc, lông, móng, răng, da, đó, thịt, gân, xương, tủy, mật, đàm, tim, gan, mũ, máu, mồ hôi, phần nước tiểu, vân vân. Thì đó là các thành phần của thân. Tại sao đây là những cái vị trí chúng ta phải quán? Cái này á, là bởi vì trong cái từ mà ca giá đó,
thì có cái từ là ayo. Ayo có nghĩa là nơi tạo ra. Tạo ra ở đây là tạo ra cái gì? Tạo ra những thứ đáng kinh tởm, đáng nhận gớm. Mục đích chúng ta quán sát là chúng ta quán nơi cái tấm thân đáng nhòm gớm này, chứ không phải chúng ta quán cái gì khác. Quán sự kinh tởm, quán đặc tánh đáng nhòm gớm của nó. Có nghĩa là thí dụ như chúng ta quán mái tóc, thì khi chúng ta quán tóc là chúng ta phải quán cái khía cạnh bất mỹ, cái khía cạnh đáng phải buông bỏ, khía cạnh đáng phải nhàm chán, chứ không phải là chúng ta quán một cái mái tóc với sự ưa thích, với sự dính mắc, thì nó không phải như thế. Tại sao ở đây Đức Thế Tôn gọi là quán thân nơi thân? Ca dê có nghĩa là tại vị trí của thân. Ca dê ca ya nupassi là quán thân nơi thân. Tại sao vậy? Bởi vì ở đây Đức Thế Tôn nói là chúng ta chỉ quán các thành phần của thân ở trên thân thôi, chứ chúng ta không có quán thọ ở trên thân, không có quán tâm ở trên thân, không có quán pháp ở trên thân. Rồi mình cũng không phải là mình quán cái người nữ, người nam, người già, người trẻ ở trên thân, mà ở đây chúng ta quán các thành phần của thân ở trên thân. Từ đây chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của câu kinh này. Nhiều người nói tại sao Đức Thế Tôn nói là quán thân được rồi, mà ở đây Ngài lại nói là quán thân nơi thân, quán thọ nơi thọ, quán tâm nơi tâm, quán pháp nơi pháp, là như thế. Và các thành phần ở thân, các thành phần của thân ở đây ấy, là chúng ta nói đến bao gồm là hơi thở. Nếu như quý vị chịu khó đọc kinh thì nó bao gồm hơi thở, quán 32 thể trược và quán tứ đại vân vân. Thì khi chúng ta quán thân, chúng ta cần quán với bảy khía cạnh, gọi là quán bảy tùy niệm. Thứ nhất là chúng ta quán thân này được cấu thành bởi tóc, thì tóc nó là vô thường. Xin lấy ví dụ đó. Rồi thân này đó được cấu thành bởi da, thì cái da này nó là vô thường, nó không có thường còn. Rồi thân này được cấu thành bởi xương, thì xương này là vô thường. Tức là chúng ta quán xét từng thành phần của thân, và mỗi thành phần đó chúng ta thấy nó là vô thường. Sư đang đi vào trong pháp hành, chúng ta quán xét tấm thân này. Thân này đó được cấu thành bởi thịt, và cái thịt này là vô thường. Khi nói đến chữ vô thường là chúng ta phải để ý, phải liên tưởng, phải nhớ nghĩ đến sự biến đổi liên tục của nó, đến sự già suy, đến sự biến hoại, đến sự biến chất, đến sự hoại diệt. Và nhớ, khi chúng ta quán các thành phần của thân là chúng ta quán đến khía cạnh vô thường, chứ chúng ta không hướng đến sự trường tồn vĩnh cửu. Khi mà chúng ta nhìn, chúng ta quán một cái gì đó mà chúng ta hướng đến sắc đẹp thì đó là sai lầm. Chúng ta phải hướng đến sự vô thường, chứ không có hướng đến sự thường còn. Rồi chúng ta quán đến sự khổ não của thân, chứ không phải là quán đến sự lạc. Có nghĩa là sao? Chúng ta quán ví dụ như cái tóc này nó là vô thường, vì nó là vô thường cho nên chúng sanh khổ vì nó. Khi nó bắt đầu nó đổi màu, nó bạc, chúng sanh khổ vì nó. Khi nó ngã bệnh, nó có gầu,
chúng sanh khổ vì nó. Khi nó vô thường, nó rụng thì chúng sanh khổ vì nó. Thì chúng ta quán đến cái khía cạnh khổ của thân, chứ chúng ta không quán đến khía cạnh lạc của thân. Chúng ta quán ví dụ như là cái da, thì cái da này nó vô thường, nó bắt đầu nó lão hóa, nó suy bại, thì đưa đến cái sự khổ. Nghĩa là khi chúng ta quán từng thành phần của thân, chúng ta thấy được sự vô thường, rồi từ sự vô thường đó đi đến sự khổ. Họ khổ vì phải gìn giữ, khổ vì nó phải biến hoại, khổ vì nó mất đi. Chúng ta thấy sự khổ, rồi chúng ta quán về sự vô ngã, không phải quán về cái bản ngã. Cái sự vô ngã ở đây á, là quán về việc là nó không đáng để mình bám víu, nó không đáng để mình chấp giữ, nó không đáng để mình xem đó là của mình. Nó giống như mình cầm một cái món đồ nào đó mà nó tạm bợ, nó chỉ dùng được một tí rồi vứt đi, thì nó không đáng để mình phải nâng niu, chiều chuộng, rồi ký tên, rồi coi đó là của mình. Sẽ lấy ví dụ cái khăn giấy, cái tác dụng của nó để làm gì? Để cần chùi cái gì đó, mình rút khăn giấy ra rồi mình chùi, và chùi xong rồi là mình bỏ. Có ai đó rảnh tới mức là ghi tên tôi Nguyễn Văn Tèo, Lý Thị Bưởi, ghi tên Joseph lại để vô trong đây, mỗi lần mở ra biết đây là giấy của tôi thì chùi? Không có. Có nghĩa là nó không đáng, nó không có giá trị, nó không đáng để mình phải coi trọng nó, để mình phải coi nó là của mình. Chúng ta phải quán xét về sự nhàm chán, không ưa thích. Có nghĩa là khi mình đã thấy đó, nó không phải của mình rồi, mình không đáng nó, coi nó là của mình, thì nó sẽ đi đến một cái trạng thái nữa, là trạng thái đáng để mình nhàm chán, không ưa thích. Nó giống như một cái một người mà bệnh trầm kha, nuôi tới nuôi lui, nuôi riết rồi nó quải. Hoặc giống như một cái nhà mà nó dột chỗ này rồi nó hỏng ở chỗ kia, hôm nay thì sửa chỗ này, mai thì sửa chỗ nọ. Hoặc nó giống như một chiếc xe, hôm nay đó thì phải lo sửa cái bánh xe, ngày mai là phải lo sửa nồi, rồi ngày mốt sửa cái yên xe, rồi ngày tới nữa sửa cái tay lái. Mỗi ngày mỗi chuyện, và mỗi khi nó đổ bệnh ra đó là tốn thời gian, tốn tiền bạc, tốn công sức đó, kể công kể chuyện, rồi mình chán, mình nản, mình chẳng còn ham thích gì với nó nữa. Tấm thân này cũng vậy. Khi mà chúng ta quán xét tới đây, chúng ta thấy nó đủ thứ chuyện. Khi thì tóc nó bạc, khi thì tóc rụng, khi thì da nhăn nheo, khi thì cái món này món kia nó xuống cấp, nó sập sệ, nó thay đổi. Rồi một cái làn da mà còn trẻ đi, của thanh niên, của tuổi trẻ, thì mình lại phải lo giữ gìn đó. Nào là chăm sóc dưỡng da dưỡng ẩm, rồi mình lo sợ nó bị trầy xước, nó bị để lại những cái vết thẹo, nhàm chán. Một vị hành giả thực hành một cách đúng mực thì vị ấy sẽ đi đến cái sự quán xét về tính chất đáng nhàm chán. Không có gì để mà mình phải lưu luyến. Rồi
Khi mà mình nhàm chán rồi đó thì mình có thể đi đến bước tiếp theo, là mình quán xét về cái sự lìa bỏ tham ái, không còn tham ái nữa, đã chán rồi, gọi là chán rồi, là hết thương rồi. Cái xe cũng vậy, sửa riết mới mua thì còn ham thích, sửa riết ngày nào cũng sửa đi riết là sửa sửa riết chán rồi, mà một khi đã chán rồi là hết thích rồi. Cái thân này cũng vậy, sau khi chúng ta quán xét sự vô thường, cái khổ này, nó không có giá trị để coi nó là của mình đó. Rồi quán rồi mình nhàm chán đó. Mà một khi mình đã nhàm chán rồi đó là mình hết thích nó được rồi, hết thích nó. Chúng ta phải lưu ý để tâm quan sát đến cái sự không còn ưa thích, rồi lìa bỏ tham ái, nhàm chán không còn vui thích. Và một khi đã nhàm chán rồi đó thì chúng ta đi đến bước tiếp theo, là chúng ta lìa bỏ tham ái, không còn tham ái nữa. Tại sao chúng ta thích? Tại vì có tham nên mới có thích, nếu không có tham thì đâu có thích. Thế cho nên khi đã từ bỏ thích thì chúng ta cũng từ bỏ tham, không còn tham ái nữa. Thì khi chúng ta đã lìa bỏ tham ái, không còn dính mắc tham ái, thì thôi tốt nhất là dẹp luôn tham ái đi, cho tham ái nó diệt tận luôn. Và khi chúng ta muốn diệt tận tham ái thì chúng ta cần phải dứt bỏ cái nguồn gốc của tham ái. Mà cái nguồn gốc của tham ái đó là gì? Nguồn gốc sanh khởi tham ái đó là gì? Đó là sự tái sanh. Và khi chúng ta dứt bỏ nguồn gốc sanh khởi, thì chúng ta dứt bỏ, chúng ta không nắm giữ nữa. Chúng ta buông bỏ một trạng thái, buông bỏ, không còn dính mắc đối với sắc thân này nữa. Thì đây là bảy khía cạnh mà chúng ta phải tùy quán khi chúng ta quán thân. Khi mà học á, thì chúng ta phải học cho nó kỹ lưỡng, cho nó rành rẽ, để nó thuần thục, nó đi sâu vào trong máu. Rồi khi chúng ta thực hành á, tự nhiên thôi, tự nhiên tuần tự tâm của mình á, nó sẽ đi, nó quán, nó đi dần đến những bước như thế, những bước như thế. Chúng ta ví dụ như là quán tới tóc này. Nhìn thấy cái tướng vô thường, bắt đầu nó già suy, rồi thấy cái tướng khổ không đáng, câu nó là của mình, rồi nhàm chán, rồi hết thích rồi, rồi thôi dẹp nó luôn, dẹp nó luôn. Rồi từ đó đi đến một cái trạng thái là trạng thái buông bỏ. Đó là một cái tiến trình của tâm. Mà khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ, chúng ta sẽ đi đến đó. Và đây là một cái trạng thái mà hành giả cần phải duy trì và liên tục thực hành để đi đến. Rồi cái atapi có nghĩa là nhiệt tâm. Thì cái nhiệt tâm á, có nghĩa là nó có hai nghĩa. Thứ nhất mang ý nghĩa là thiêu đốt phiền não, và nghĩa thứ hai đó là chúng ta tinh tấn, tinh cần, hoặc là tâm sở cần, hoặc là chánh tinh cần, hoặc là chánh tinh tấn, đều là một hết. Có người hỏi tại sao ở đây Đức Thế Tôn dùng cái từ nhiệt tâm chứ ngài không dùng cái từ là chánh tinh tấn? Xin thưa, nó cũng là một. Hay là Đức Thế Tôn tại sao dùng cái từ là quán sát mà ngài không dùng cái từ là chánh kiến? Thực tế nó cũng là một. Chẳng qua là ở mỗi một cái bài kinh thì ngài dùng cái từ ngữ khác nhau. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu, và cái
tác dụng, cái ý nghĩa của chữ đó ở trong cái đoạn kinh đó có nghĩa là gì? Sampajano có nghĩa là tỉnh giác, hoặc là có chỗ không có chia là sampajanya thì nó cũng là một, cũng là nó đó, là tỉnh giác. Nghĩa là sự phối hợp với trí tuệ để quán xét, hay còn gọi là sự biết rõ, là chánh kiến. Còn từ Satima có nghĩa là có niệm. Ở đây quý vị thấy là tại sao mà có chỗ thì gọi là chánh niệm tỉnh giác, có chỗ gọi là niệm và sự tỉnh giác. Thì ở đây này, thứ nhất niệm á, có niệm ở đây là có sự phối hợp với niệm. Sati có nghĩa là sự ghi nhớ ha, ghi nhớ để xác định cái nào là đối tượng và cái nào không phải là đối tượng. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang quan sát thân, thì quan sát cái tóc đi, thì lúc bây giờ cái tóc nó là đối tượng, còn những thứ khác nó không phải là đối tượng. Thì cái anh niệm á, ảnh xác định để mình biết đâu là đối tượng, còn đâu không phải là đối tượng. Hoặc khi chúng ta quan sát hơi thở thì anh niệm ảnh sẽ xác định, là nhắc chúng ta đó, nhớ nha, nhớ nha, hơi thở, đây là hơi thở vào, đây là hơi thở ra, nhớ. Chứ còn mấy thứ khác là nó không phải là đối tượng. Ví dụ như nhớ nghĩ về một cái sự kiện nào đó, nhớ nghĩ về nhà, nhớ nghĩ về đàn ông, về đàn bà, về thế giới, vân vân, thì đó không phải là đối tượng. Còn hơi thở đó chính là đối tượng. Ngoài ra đó, niệm còn có nghĩa là sự tùy niệm. Tùy niệm nghĩa là thường xuyên niệm, là niệm hiện tiền, niệm là trạng thái ghi nhớ, trạng thái ghi nhận, trạng thái không lơ là, trạng thái không quên lãng. Niệm là niệm quyền, niệm lực là chánh niệm, niệm giác chi là con đường độc đạo. Điều này được gọi là niệm. Nếu như quý vị đọc kinh và đọc nhiều chú giải thì quý vị sẽ thấy đây là một cái phong cách của chú giải. Có nghĩa là khi giải thích một từ á, thì sẽ đưa ra các từ đồng nghĩa để chúng ta hiểu được ý nghĩa của từ đó. Cho nên là có nơi họ dịch là chánh niệm thì cũng được, chứ không phải không được. Chẳng qua nếu như mình gọi là mình bám sát chữ á, thì ở đây mình phải dịch là có niệm, chứ mình không dịch là chánh niệm. Tại nó đâu có từ là sammasati đâu, chánh niệm sammasati. Còn ở đây á, là các cái từ đồng nghĩa. Rồi thế nào là người có niệm? Là người đã tiến đến, đã đến gần, đã tiến gần, đã đến gần, đã tiến vào, đã đạt đến, đã đầy đủ, đã thành tựu niệm này. Người ấy được gọi là có niệm. Có nghĩa là mình có thể là cái người tiến tới, cái người đã tới, cái người đang tới gần, cái người sắp tới gần, cái người gần chạm tới nó, cái người đã đạt được nó, thì đều gọi là người có niệm. Cái từ vinaya có nghĩa là cần bài trừ. Bài trừ ở đây á, có nghĩa là bài trừ tạm thời, hoặc là bài trừ bằng việc trấn áp. Khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ, có niệm và sự tỉnh giác, tức là có niệm và tuệ, thì lúc bấy giờ những cái phiền não, những cái tham ưu, thì được chúng ta bài trừ ra. Và cái đó đó, nó mang tính chất là tạm thời, và nó mang tính chất là trấn áp. Là chúng ta dùng niệm và tuệ tạm thời chúng ta dẹp nó qua một bên.
nhắc mới nhớ, là có người hỏi một cái vị sư, nói là thưa sư, tại sao mà con thấy người ta hành, có người hành thiền, nhưng mà hành thiền rồi đụng chuyện vẫn chửi người ta như thường. Thì sư chánh tâm sư nói câu vui, sư nghe cũng có lý. Tại vì á, cái lúc tu người ta không có chửi, còn lúc chửi người ta không có tu, đơn giản thế thôi. Hoặc là cái lúc tu thì người ta không có sân, còn lúc sân người ta không có tu. Thì khi mà chúng ta bài trừ những cái tham ưu ở đời là nó mang tính tạm thời thôi, thì trong khi chúng ta đang có niệm và tuệ thì nó không có phiền não, đúng không? Mình bài trừ phiền não ra rồi, nhưng mà khi mình không có thì phiền não nó mọc lên lại. Nhớ, chúng ta chưa chứng thánh. Chỉ có vị chứng thánh thì cái giây phút thánh đạo xuất hiện là giây phút diệt trừ hoàn toàn phiền não tương ứng. Chứ còn chúng ta chỉ có niệm và tuệ ở mức độ phàm phu thì nó chỉ mang tính chất tạm thời thôi. Nhưng mà cái tạm thời của việc thực hành tứ niệm xứ là nó đi đến cái vĩnh viễn, cái vĩnh cửu. Trấn áp có nghĩa là sao? Là chúng ta dùng niệm và định, chúng ta đè nó, mình trấn nó xuống. Thí dụ như bây giờ đang nổ sân, cái sân đang lên ha, thì mình dùng niệm và tuệ chúng ta đè nó xuống, trấn nó xuống, dẹp cho nó yên xuống. Cho nên gọi là bài trừ bằng việc trấn áp. Ở đây có nghĩa là nó có hai cái đồng nghĩa để chúng ta hiểu về ý nghĩa của cái từ là quý nay giá, chứ nó không phải là hai cái việc khác nhau ha. Rồi diệt trừ tham ưu ở đời thì cái tham á, tham đắm, avijja, avijja ở đây á, có nghĩa là tham luyến, là tham đắm, là xu hướng theo cảnh, là sự vui thích, là sự hí hởn, sự dục vọng bằng mãnh lực hí hởn, sự dục vọng nặng của tâm. Cho nên cái tham đắm ở đây nó mang tính chất là nó thích thú, nó tham đắm đối với cảnh, sự dính mắc, sự ham thích đối với cảnh. Rồi cái ưu phiền Domanassa là sự không bằng lòng nơi tâm, sự đau khổ nơi tâm, sự buồn khổ sanh lên từ ý xúc, hoặc vân vân, hoặc là thọ khổ. Sự không bằng lòng nơi tâm nghĩa là sao? Mình không thích cái gì đó, một cái vấn đề gì đó mình không bằng lòng, thì cái không bằng lòng đó cũng gọi là cái ưu phiền. Rồi sự đau khổ nơi tâm, cái này đâu cần phải giải thích nha. Rồi sự buồn khổ sanh lên từ ý xúc, tức là mình nghĩ về ai đó, mình nghĩ về sự kiện nào đó mà cái đó nó làm cho mình cảm thấy buồn khổ, tức là ý nó tiếp xúc với những suy nghĩ làm cho mình buồn khổ, thì đó là cái sự ưu phiền. Hoặc là cái thọ khổ thì đó đều được tính là ưu phiền. Cái lô kê ở trong đời, tham ưu ở đời, thì khi mà chúng ta dịch nghĩa cái từ ở đời á, thì nhiều người họ hiểu chưa chính xác. Cái lô kê ở đời, ở trên thế gian, ở đây là chỉ cho thân này, chứ không có chỉ cho cái thế giới nha. Cái quả địa cầu không có, mà cái thế gian là thế gian của cái thân này nè. Bởi vì Đức Thế Tôn đã từng nói đó, thế gian là ngũ uẩn, tức là ngũ uẩn này là thế gian.
Thì cái lưu kê này là chỉ cho cái năm uẩn ha, nhé. Thì như vậy đó là chúng ta bài trừ sự vui thích, sự tốt đẹp, sự lạc nơi thân bằng việc bài trừ sự tham đắm. Có nghĩa là sự vui thích nơi thân cũng là cái chúng ta cần phải bài trừ. Sự vui thích nơi thân, ha. Rồi sự tốt đẹp, sự lạc cũng là cái chúng ta phải bài trừ. Ví dụ như mình thích thú vì mình có một nhan sắc đẹp. Soi gương thấy mình đẹp quá. Thì đó là cái một vị hành giả tứ niệm xứ phải bài trừ. Bởi vì vị ấy phát hiện, đây là tâm tham, đây là sự tham ái, đây là sự dính mắc. Mà thực tế là gì? Cái nhan sắc này, cái da này, nó sẽ vô thường. Nó vô thường, nó đưa đến sự khổ. Nó vô thường, nó khổ, nó không đáng coi là của mình. Chừng nào mà mình nhìn vô cái làn da này á, mà mình nhìn thấy nó, mình thấy nó khổ, mình thấy sự nhàm chán nơi đó, thì đó là một vị hành giả đúng mức. Cho nên là cái sự lạc nơi thân, sự lạc nơi thân, sự ưa thích, sự tốt đẹp nơi thân cần được bài trừ. Và nó bài trừ bằng cách bài trừ sự tham đắm. Rồi chúng ta cần bài trừ sự bất mãn, sự đau khổ, sự bất mỹ nơi thân bằng sự bài trừ ưu phiền. Có nghĩa là thân mình có những cái mình bất mãn, mình không thích. Thân đau bệnh nè, thân nó xấu xí nè, thân nó suy hoại nè, nó đi đến sự biến hoại, đi đến sự biến diệt, thì đó đưa đến sự đau khổ. Thì chúng ta bài trừ nó bằng cách bài trừ sự ưu phiền. Nhớ nha, cái tham và ưu là một cặp, là một cái cặp đối, đối nhau. Rồi hễ mà mình còn thích cái nhan sắc của mình thì tới hồi á, nó biến hoại, nó thay đổi, mình chịu không nổi. Thế cho nên khi mà mình nhìn nó, mình ý thức được nó sẽ thay đổi, nó sẽ biến hoại, thì đến khi nó biến hoại mình không có bất ngờ, nó là chuyện bình thường. Thì như vậy là chúng ta đang thực hành một cách đúng. Cho nên cái câu là bài trừ tham đắm và ưu phiền ở thế gian, vinay lo ke aficha do manas năng do manas sang, thì ở đây là chỉ cho sức mạnh hoặc khả năng của việc thực hành tinh tấn. Nghĩa là khi chúng ta thực hành tinh tấn á, thì chúng ta có khả năng bài trừ hoặc là diệt trừ tham ưu nơi thân này. Và khả năng đó là gì? Đó là khả năng giải thoát khỏi sự vui thích và bất mãn. Một cái người, người ta nói một người tự do, nó có hai định nghĩa. Định nghĩa của thế gian là gọi là định nghĩa của kẻ khờ, là mình tự do làm điều mình thích và tránh cái điều mình ghét. Còn tự do của bậc trí của thì đó là tự do khỏi cái thích và ghét. Thì đó là cái tự do. Cho nên ở đây gọi là giải thoát khỏi sự vui thích và bất mãn. Khi nào mình không còn bị trói buộc bởi ưa thích và bất mãn nữa, thì khi đó chúng ta an lạc tối thượng. Và đó là cái khả năng, là sức mạnh của việc thực hành một cách tinh tấn. Rồi chúng ta có thể chế ngự được sự ưa thích và không ưa thích. Với sức mạnh của tinh tấn, chúng ta có thể chế ngự được. Rồi loại bỏ hẳn những thứ không thực và đưa ra những thứ thực sự. Những thứ gì là những thứ không thực? Đó là sự trường tồn, đó là cái đẹp,
Đó là cái yêu thích, đó là cái mà chúng ta hay gọi là của tôi. Thì đó là những cái không thực, đó là những giấc mơ, đó là những cái bọt bong bóng, là huyễn mộng. Chúng ta từ bỏ và chúng ta thấy được bản chất, thấy được sự thật, đó là vô thường, là khổ, là vô ngã, là bất tịnh, bất mỹ. Chúng ta thấy được bản chất của nó. Giống như một người, cái vẻ bề ngoài họ rất là đẹp, được trang điểm rồi bởi phấn son, bởi mỹ phẩm, bởi trang sức, bởi trang phục, bởi những cái mà họ biểu diễn bên ngoài. Nhưng mà nếu như chúng ta lật ra, mở cái nội tâm của họ ra, nhớ mở nội tâm nghe, mở cái khác mình vẫn tham như thường, mở cái nội tâm mình nhìn thấy, đọc được những cái suy nghĩ của họ thì thôi chắc mình chạy mất dép. Thì như vậy đó, là chúng ta bỏ đi những cái ảo và chúng ta thấy được những cái thật. Tại sao mà những cặp vợ chồng lấy nhau rồi đó, người ta phàn nàn lúc mà chưa lấy thì ổng như con đại bàng vậy đó, mà lấy rồi mới phát hiện mình lấy nhầm con gà mái dầu. Mà trước khi lấy mình tưởng mình lấy chỗ một cái con mèo Kitty, Hello Kitty, mà lấy rồi mình mới phát hiện đó là nguyên con sư tử. Thì đó là những cái ảo, mà tại vì mình không thấy sự thật, mình chạy theo cái ảo đó mình mới khổ. Thế gian là thế. Nói về các pháp chân đế thì do chúng ta ôm ấp những cái ảo mộng, thành ra chúng ta khổ. Mà bằng cách thực hành tinh tấn thì chúng ta có thể dẹp những cái ảo đó và chúng ta thấy được cái thật. Ở đây chúng ta thực hành chăm nom nghiệp xứ bằng niệm và sự tỉnh giác. Nghiệp xứ là gì? Nghiệp xứ là cái khu vực của nghiệp. Cái từ này nó hơi chuyên môn, tức là khi mà chúng ta nói năng hành động suy tư, tất cả những cái đó nó sẽ tạo nên cái nghiệp. Thì cái khu vực mà mình tạo nghiệp á, thì chúng ta gọi đó là cái nghiệp xứ. Thì chúng ta sẽ chăm nom cái khu vực tạo nghiệp của mình á, bằng thân khẩu và ý, bằng niệm và sự tỉnh giác. Nhờ như vậy chúng ta sẽ tránh nó tạo những nghiệp bất thiện, và nó chỉ còn tạo ra những nghiệp thiện thôi. Và cái thiện này là thiện đi đến sự giải thoát. Cả tham và ưu như trình bày là những pháp đã bị tẩy trừ, đã bị diệt tận, làm cho yên tĩnh, làm cho yên lặng, làm cho yên tĩnh, làm cho êm dịu, đưa đến diệt tắc, đưa đến không an trú, đưa đến biến mất, không được tỏa sáng, không hân hoan, làm cho kiệt quệ, làm cho tàn lụi, làm cho điêu tàn. Do nhân đó mới gọi là diệt trừ tham ưu ở đời. Ở đây á, là một cách dùng từ mà đưa ra nhiều từ đồng nghĩa để chúng ta hiểu được cái việc diệt trừ tham ưu ở đời nó là như thế nào. Đó là đưa những cái thứ này đó đi đến sự tiêu diệt, sự biến hoại, sự biến mất, sự không còn hiện hữu nữa. Khiến cho những cái tham ưu á, nó không còn cơ hội tỏa sáng, làm cho nó tàn lụi, làm cho nó kiệt quệ. Thì đó là ý nghĩa của diệt trừ tham ưu ở đời. Chúng ta qua tiếp phần giải thích thọ tùy quán. Thì thọ ở đây á, là bao gồm ba thọ hiệp thế, tức là thọ lạc, thọ khổ và thọ xả. Thì quán thọ nơi thọ thì giải thích cũng như là quán thân nơi thân, tức là chúng ta quán thọ nơi các thọ chứ không phải là quán thân nơi thọ, không phải quán tâm nơi thọ, không phải quán pháp nơi thọ, mà ở đây là chúng ta quán thọ nơi thọ.
cái thọ lạc á, nó có những điều chúng ta cần lưu ý nè. À, thọ lạc thì cần phải quán thấy nó là thọ khổ. À, nhiều người thích cái thọ lạc, nhưng mà khi chúng ta thực hành, chúng ta phải quán thọ lạc chính là thọ khổ. À, tại sao? Ở đây có vị tỷ kheo là tỷ kheo ni Thammadina có nói này Visakha, lạc thọ có thể là lạc do duy trì thay đổi thành khổ do sự biến hoại. Tức là cái lạc thọ đó là cái mà khi nó biến hoại là nó thành cái khổ thọ ngay. À, nó giống như là một cái con hổ mà nó khoác lên cái tấm da dê vậy đó. À, thực tế bản chất của nó là cái con hổ. Thì cái lạc á, thực tế là cái khổ thọ mà nó khoác lên cái áo của lạc thọ. Cho nên cái người mà không cẩn trọng, không quan sát, không biết nó, thì ưa thích lạc thọ và sau đó chắc chắn họ sẽ chết vì cái khổ thọ. Bởi vì lạc thọ chính là khổ thọ. Còn cái khổ thọ đó thì cần quán như mũi tên. Ở trong Niddhe Xá thì nói như thế này: giống như bị đâm xuyên bởi mũi tên làm bằng sắt, hoặc bị đâm xuyên bởi mũi tên làm bằng xương, hay mũi tên làm bằng ngà, hay mũi tên làm bằng sừng, hay mũi tên làm bằng gỗ, thì bị khổ sở, bị bực bội, bị khó chịu, bị hành hạ, bị bệnh hoạn, bị ưu sầu, tương tự y như thế, các trạng thái bất thường do sự biến đổi của các thọ là sầu, bi, khổ, ưu, não sanh lên, bị đâm xuyên bởi mũi tên sầu muộn và bởi mũi tên dục vọng. Người ấy bị khổ sở, bị bực bội, bị khó chịu, bị hành hạ, bị bệnh hoạn, bị ưu sầu, bị khổ sở như là bị đâm xuyên bởi mũi tên là như thế. Tức là khi chúng ta khổ, cái khổ đó nó làm cho mình bực bội, khó chịu, rồi bị hành hạ, bệnh hoạn, ưu sầu. Đó là trạng thái của khổ đã được miêu tả ở trong Niddhe Xá. Rồi thọ phi khổ phi lạc cần quán thấy với tướng vô thường. Là khi chúng ta quán thọ đó, khi chúng ta thấy cái thọ này nó không lạc, không khổ, thì chúng ta biết nó là vô thường. Mà nó là vô thường thì trước sau nó cũng chuyển qua cái khổ thọ. Cho nên ở đây chúng ta đi đến một cái kết luận là tất cả các thọ đều phải quán thấy là khổ. Bởi vì điều này được Đức Thế Tôn nói trong Tương Ưng: bất cứ điều gì đã cảm thọ, thiện thể nói rằng toàn bộ điều đó đều là khổ. Cho nên nếu như có ai đó nói là có một cái thọ lạc và chúng ta hãy tranh thủ, chúng ta hưởng thụ cái lạc thọ đó, thì đó là tà kiến và đi ngược với lời dạy của Thế Tôn. Quý vị thấy là thế gian này họ cũng ý thức được sự vô thường đó chứ. Họ ý thức được đời người là ngắn ngủi, ý thức được là những cái khoảnh khắc mà mình có được nó sớm nở chóng tàn. Nhưng mà do thế gian họ tà kiến, họ không có chánh kiến, họ không được nghe lời dạy Thế Tôn, cho nên họ có cái suy nghĩ tà kiến là nhân cái thời gian có hạn này hãy hưởng thụ, gọi là enjoy cái moment này, hãy hưởng thụ cái khoảnh khắc này. Đó là tà kiến. Bởi vì họ không hiểu bản chất của thế gian. Chính vì như vậy, thọ cần được quán với 7 tùy niệm Anupassana. Tức là gì? Thứ nhất là quán thọ này là vô thường. Nó không phải là thường còn. Và khi nó vô thường như vậy thì quán về cái khổ, vì do nó vô thường
cho nên nó khổ. Nhớ nha, không được quán về sự lạc nha. Do nó vô thường cho nên nó là khổ. Do nó vô thường nó là khổ cho nên không đáng để xem nó là ta, là của ta. Tức là quán xét về sự vô ngã, không phải quán xét về cái ngã. Mà một khi nó không phải của mình rồi đó, mà nó cứ vô thường, nó khổ liên tục như thế, thì chúng ta quán về cái sự nhàm chán, sự không vui thích. Và một khi đã nhàm chán, nó không vui thích, thì đi đến sự lìa bỏ tham ái, không còn dính mắc, không còn tham ái nữa. Và một khi đã lìa bỏ tham ái thì chúng ta đi đến sự diệt tận tham ái, dứt bỏ nguồn gốc sanh khởi của tham ái. Rồi từ đó chúng ta dứt bỏ, không nắm giữ, một trạng thái buông bỏ, nhàm chán, xả ly, ly tham. Việc tùy quán tâm á, thì được thực hiện bằng cách là chia nhỏ ra, như là tâm tham, tâm có tham, tâm có sân, rồi tâm có si đó. Khi mà chia nhỏ ra như vậy để thấy sự vô thường, và chúng ta tùy quán pháp để thấy được cái tướng trạng của sự vô ngã. Có nghĩa là để chúng ta thấy là không có cái gì để xem nó là ta, là của ta hết. Và để chúng ta thấy được cái tướng chung của các pháp chính là vô thường, khổ, vô ngã. Và để chúng ta thấy được cái giáo lý không tánh. Cái không tánh thì nhiều người hiểu nhầm. Mà cái không tánh ở đây Sunyatattama là giáo lý về tính không thực, là tính không có cốt lõi nha. Chứ nó không có một cái tánh không nữa nha. Cái không tánh ở đây là cái không có thực, không có cốt lõi. Đương nhiên là cái quán tâm và quán pháp thì chúng ta cũng đi đến bảy cái sự tùy quán, là vô thường, khổ, vô ngã, vân vân, y như đã nói ở trên. Cái chữ mà diệt tận tham ưu á, ở trong chú giải có nói là vị nào diệt đoạn trừ tham ưu ở thế gian là thân, thì cũng đoạn trừ tham ưu ở thế gian là thọ, vân vân. Có nghĩa là khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ thì vị hành giả đó thường vị ấy sẽ mạnh về một khía cạnh. Giống như là chúng ta có cái muỗng, cái đũa, cái nĩa, rồi dao chẳng hạn, thì biết là biết như vậy, nhưng mà đến hồi ăn á thì chúng ta sẽ có một cái thế mạnh. Và bốn niệm xứ cũng vậy, khi thực hành thì chúng ta sẽ có một thế mạnh, có một cái đề tài, một cái niệm xứ mà chúng ta thuần thục, chúng ta thực hành một cách dễ dàng. Thì khi chúng ta thực hành đề mục đó, ví dụ như là quán thân chẳng hạn, thì khi chúng ta diệt trừ tham ưu ở nơi thân, diệt trừ xong rồi đó, ở đây là diệt trừ xong rồi, thì cũng đồng nghĩa với chúng ta diệt trừ tham ưu nơi thọ, nơi tâm và nơi pháp. Có nghĩa là một pháp thông thì bốn pháp thông. Cho nên là khi tham ưu được đoạn trừ ở phần nào thì cũng được đoạn trừ ở phần còn lại, là như vậy. Chúng ta qua cái đoạn tiếp theo là đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống. Tại sao Đức Thế Tôn lại kêu vị tỳ kheo phải đi đến chỗ đó? Bởi vì tâm nó giống như con bê vậy. Có nghĩa là con bê nó ưa thích bú sữa mẹ, thì người ta muốn thuần phục con bê, người ta phải bắt nó cai sữa. Người ta bắt cai sữa bằng cách nào? Bằng cách là lấy một cái cọc, đóng nó xuống, rồi cột cái con bê vào trong cái cọc. Thì dù con bê nó có vùng vẫy như thế nào, nó cũng không đi ra khỏi được cái cọc để nó chạy theo mẹ nó được. Rồi từ đó
nó mới cai sửa được. Thì tâm của chúng ta cũng vậy, tâm chúng ta quen thuộc hưởng thụ các dục trong thời gian quá dài, từ vô thủy kiếp chứ không phải là từ 1-2 năm nữa, từ vô thủy kiếp chúng ta quen với các dục rồi, cho nên là chúng ta cần tránh xa các cảnh sắc bằng cách đi đến khu rừng, gốc cây, ngôi nhà trống, rồi chúng ta cột tâm vào đối tượng kiên cố bằng chánh niệm. Cột tâm vào đối tượng, đối tượng đây là gì? Là thân, là thọ, là tâm, là pháp. Cột bằng chánh niệm, cột nó lại, dù nó có vùng vẫy cỡ nào thì cũng không thấy được chỗ để nó hưởng dục. Nó vùng vẫy một hồi thì khi đó nó sẽ chịu thuần phục. Thế cho nên tại sao mà quý vị đi thực hành thiền, mà chúng ta đi đến chùa, đi đến thiền viện, nó xa lìa những cái cảnh quen thuộc, thì chúng ta thực hành tiến bộ là như vậy. Rồi nhớ giùm sư một điều nữa, đó chính là âm thanh là kẻ thù đối với thiền định. Bởi vì sao? Thiền niệm hơi thở là đỉnh cao của việc thiết lập niệm tùy quán, là nhân gần dẫn đến thành tựu các pháp cao thượng. Việc thực hành thiền hơi thở là một cái việc thực hành rất là cao cấp. Sư nói trước là rất cao cấp. Và đó là nhân gần để dẫn đến thành tựu các pháp cao thượng. Và điều này á, thì nó không hề dễ dàng nếu chưa xa lánh những nơi ồn ào âm thanh thế tục. Khi mà mình còn phải nghe những âm thanh như là tiếng đàn ông, tiếng đàn bà, rồi những cái tiếng xe cộ, những tiếng hưởng thụ dục lạc như là đờn ca hát sướng, thì đó sẽ là cái gai của thiền định. Cho nên âm thanh là cái gai của thiền định. Nó làm cho mình ngồi thiền không yên. Khi mình ngồi thiền mà có những âm thanh nó xuất hiện, nó sẽ làm cho mình không yên ổn. Và chúng ta đi đến phần giải thích niệm hơi thở. Thì xin thưa, điều đầu tiên là nếu như quý vị muốn biết kỹ hơn về các bước thực hành thiền hơi thở thì quý vị xem Thanh Tịnh Đạo. Hôm rồi sư có dạy cái phần hơi thở rồi ở bên lớp Thanh Tịnh Đạo ha, quý vị có thể xem lại, tìm xem lại. Chúng ta hoàn toàn có thể đạt đến tứ thiền bằng cách thực hành thiền hơi thở. Cụ thể là khi chúng ta gọi là cảm thọ hơi thở, hoặc là đi đến các pháp quán các đặc tánh của hơi thở, thì các đặc tánh đó được quán bằng việc chúng ta đã chứng đắc tứ thiền hơi thở. Đó là lý do tại sao mà mặc dù là chúng ta có nhiều bước thực hành thiền hơi thở đó, thở vào biết là thở vào, thở ra biết là thở ra, thở vào dài biết là thở vào dài, thở ra dài biết là thở ra dài, thở vào ngắn biết là thở vào ngắn, thở ra ngắn biết là thở ra ngắn. Cảm nhận toàn thân hơi thở, ta thở vào, cảm nhận toàn thân hơi thở, ta thở ra, vì ấy tập, vân vân. Thì những cái đó là những cái chúng ta sẽ thực hành sau khi chúng ta chứng tứ thiền. Nó có hai cái sư muốn nói ở đây. Cái thứ nhất là đây là lý do mà khi hướng dẫn thiền hơi thở, sư chỉ hướng dẫn thở vào biết là thở vào, thở ra biết là thở ra. Tại vì chỉ riêng cái đó thôi đã đủ quý vị đi đến tứ thiền rồi. Và cái thứ hai là cái việc thực hành thiền hơi thở,
Khi nào mà quý vị đạt được tứ thiền hơi thở rồi, chúng ta ra khỏi tứ thiền hơi thở thì chúng ta mới quán sát các đặc tánh của hơi thở. Đó, tức là thở cảm nhận toàn thân hơi thở vào hoặc là cảm nhận toàn thân hơi thở ra. Nó chỉ được thực hiện sau khi chúng ta đạt đến tứ thiền hơi thở. Vì vậy, những người mà không biết, không có học thì họ chạy theo các cái bước tiếp theo, mà trong khi đó họ chưa đạt tứ thiền hơi thở, thì nó cũng giống như là việc chúng ta chưa có biết lái xe đạp mà bài đặt lanh chanh chạy đi học lái máy, chạy ngồi lái máy bay vậy đó. Học thì chưa học, lo lái. Thì như vậy đó, sư nói sơ qua dành cho những vị gọi là lười, không có tìm đọc thanh tịnh đạo, mặc dù là cần phải đọc và nên đọc. Đó là gì? Khi quan sát hơi thở, thiết lập niệm ở trước mặt, thì chúng ta sẽ quan sát hơi thở. Thở vào, biết là thở vào. Thở ra, biết là thở ra. Cái vấn đề của việc theo dõi thiền hơi thở đó là chúng ta phải tránh hai việc làm cho hơi thở bị ô nhiễm. Một là theo dõi sự xúc chạm của hơi thở. Nhớ dùm sư, chúng ta bước đầu là chúng ta quán thân nơi thân, chứ chúng ta không có quán thọ nơi thân. Cho nên chúng ta không quan sát điểm xúc chạm. Cái người họ chưa biết, chưa hiểu thì họ tưởng là cái thiền hơi thở của thiền chỉ nó khác thiền hơi thở của thiền quán, cái đó tầm 7. Nó là một. Theo dõi thì chúng ta phải tránh hai điều. Thứ nhất là theo dõi hơi thở dựa trên điểm xúc chạm của hơi thở. Và thứ hai là theo dõi hơi thở dựa trên sự chuyển động của hơi thở. Bởi vì khi theo dõi hơi thở dựa trên sự xúc chạm của hơi thở là chúng ta gọi là khiêu chiến vượt cấp. Tại vì cái theo dõi cảm thọ của hơi thở là cái chúng ta sẽ theo dõi ở tứ thiền. Bây giờ mình chưa có tứ thiền mình đã đòi theo dõi rồi. Hơn nữa là khi theo dõi mà để theo dõi nơi cái cảm thọ của hơi thở, nó sẽ phóng đại các cảm thọ và dẫn đến rất nhiều những vấn đề của việc hơi thở. Ví dụ như ngợp thở nè, rồi nóng đầu nè, rồi nóng đuôi nè, rồi nặng đầu nặng đuôi, rồi đủ thứ hết trơn. Rồi cơ thể nó lân lân, nó bay bổng, nó đủ thứ chuyện. Là do vị ấy đã làm cho định bị ô nhiễm bằng cách theo dõi hơi thở dựa trên sự xúc chạm của hơi thở. Điều này đã được Ngài Xá Lợi Phất nói đến trong phân tích đạo Patthisamvada Magga. Rồi cái thứ hai là tránh sự theo dõi hơi thở dựa trên sự chuyển động của hơi thở. Có người họ theo dõi hơi thở bên trong cơ thể, họ theo dõi hình dáng hơi thở bên trong cơ thể là sai. Hoặc là theo dõi hơi thở từ ngoài chạy vô, rồi từ hơi thở từ bên trong chạy ra ngoài, đó cũng sai. Bởi vì khi đó vị ấy sẽ làm cho định bị ô nhiễm. Ở đây khi hướng dẫn thực hành thiền hơi thở, chúng ta phải theo dõi hơi thở, tránh sự xúc chạm của hơi thở và tránh sự chuyển động của hơi thở. Như vậy chúng ta theo dõi hơi thở như thế nào để tránh được hai điều này? Thì cái này là sư làm rõ nha. Là cái này là không có ở trong kinh và chú giải, mà đây là kinh nghiệm của các vị trưởng lão. Đó là chúng ta theo dõi hơi thở nơi cái điểm của hơi thở. Thí dụ như quý vị để cái ngón tay ở trước mũi, chúng ta thở ra. Rồi, thì chúng ta xác định được cái điểm mà hơi thở nó chạm vào đầu ngón tay.
Thì bây giờ sư giả sử mình để cái cục bông gòn ngay chỗ cái luồng hơi thở đó, thì thở vào hơi thở đi qua cục bông gòn, thở ra hơi thở đi qua cục bông gòn. Thì như vậy cái cục bông gòn là điểm hơi thở vào hơi thở ra, nó vẫn nằm trên hơi thở mà nó không chạm vào cơ thể. Như vậy là chúng ta đã xác định được điểm quan sát hơi thở. Khi đó chúng ta để tay xuống và cái điểm đó vẫn tiếp tục còn tồn tại. Chúng ta tiếp tục theo dõi, thở vào, thở ra. Và như vậy chúng ta liên tục quan sát điểm hơi thở. Vì hành giả thực hành liên tục thì thực hành đến lúc nào? Thực hành đến khi đạt tứ thiền. Tức là chúng ta thực hành riết như vậy. Cho nên cái thiền hơi thở á, đây là một cái thiền gọi là cao cấp. Tại vì khi chúng ta thực hành tứ niệm xứ trên thiền hơi thở là chúng ta sẽ đi theo bước là chỉ trước quán sau. Tức là chúng ta sẽ thực hành thiền hơi thở đi đến tứ thiền hơi thở, hoặc đi đến sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Rồi sau đó chúng ta ra khỏi thiền hơi thở, chúng ta quan sát các đặc tính của hơi thở. Cho nên một số dòng thiền á, yêu cầu thiền sinh phải đạt đến tứ thiền hơi thở thì mới cho qua thiền quán. Tuy nhiên một số dòng thiền khác thì lại cho rằng là không cần yêu cầu ngặt nghèo như vậy, bởi vì không phải ai cũng có thể đạt đến tứ thiền hơi thở, mà vị ấy có thể đạt đến cận định thì cũng được rồi. Nhưng mà nhớ ở đây chúng ta có chỉ trước quán sau, tức là vị hành giả thực hành thiền hơi thở này nè, đi đến tứ thiền hơi thở, sau đó quán sát đặc tánh của hơi thở, đó gọi là chỉ trước quán sau. Cái thứ hai là quán trước chỉ sau, tức là thực hành thiền quán và sau khi chứng đắc thánh đạo thánh quả quay trở lại thiền định để đạt được tứ thiền. Đó là quán trước chỉ sau. Cái thứ hai là chỉ quán song tu, tức là vừa thực hành thiền chỉ mà vừa thực hành thiền quán. Tức là vừa thực hành thiền hơi thở đi đến các tầng thiền và đồng thời cũng vừa thực hành thiền quán quan sát các đặc tánh của hơi thở. Và cái thứ tư là thuần quán không chỉ. Nhớ cái thuần quán không chỉ ở đây là không thực hành thiền hơi thở đi đến các tầng thiền, chứ không phải là không thực hành thiền chỉ hoặc không thực hành thiền hơi thở. Nhớ nha. Nhiều người nói là thôi bây giờ tôi quán thôi, tôi khỏi chỉ, có nghĩa là tôi khỏi thực hành thiền định luôn. Thì cái đó không đúng. Quý vị muốn thực hành thiền quán là chúng ta phải có năng lực định nhất định thì chúng ta mới có thể quan sát các đặc tánh của hơi thở, hoặc quan sát các đặc tánh của thân này nhanh chóng và vững vàng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đi đến cái phần tiếp theo này là chúng ta sẽ quan sát cái duyên khởi của hơi thở, tức là chúng ta quan sát cái duyên sanh và duyên diệt của hơi thở. Một chút nữa sư sẽ nói. Chúng ta qua cái đoạn chánh kinh tiếp theo nè. Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội thân ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân,
hay sống quán tánh sanh diệt trên thân, có thân đây vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm, và vị ấy không nương tựa, không chấp trước vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy vị tỷ kheo sống quán thân trên thân. Sư giải thích từ ngữ cái nội thân ở đây chính là cái hơi thở của mình, tức là chúng ta quan sát hơi thở của mình. Còn cái ngoại thân á, là chúng ta quan sát hơi thở của người khác. Nghĩa là khi chúng ta đã thuần thục quan sát các đặc tính của hơi thở trên mình rồi, thì chúng ta cũng có thể quan sát các đặc tính hơi thở của người khác. Nhưng mà đây là cái chuyện sau này. Khi nào quý vị đạt đến tứ thiền thì rồi nói. Thành ra là trong các cái khóa thiền hơi thở, trong các khóa thiền tứ niệm xứ thì sư có hướng dẫn thiền hơi thở. Nhưng mà sau đó là sư chuyển qua luôn đến phần quán các cái đại oai nghi và tiểu oai nghi. Bởi vì rất là khó để trong một khóa thiền mà đòi thiền sinh đi đến tứ thiền hơi thở. Một cái điều mà một người không biết là thực hành bao nhiêu năm cũng không biết là có được hay chưa. Nó đòi hỏi sự thực hành rất là nhiều, chứ không có đơn giản. Sư nói không phải là để quý vị nản chí, mà là để chúng ta ý thức được cái mức độ khó và phải nghiêm túc thực hành nó như thế nào. Nó giống như người ta nói là thi đại học thì nó khó như thế như thế như thế, là không phải để mình nản mình bỏ thi, mà để mình biết là mình cần phải rèn luyện, cần phải chuẩn bị như thế nào để mình có thể thi đại học. Thì cái hơi tứ thiền hơi thở cũng như vậy. Rồi quán pháp làm nhân sanh khởi ở đây á, là như thế nào? Là chúng ta thấy nè, hơi thở nó dựa vào cái thân vật chất này thì nó mới thở được. Và để thở được, ngoài thân vật chất này còn có cái ý muốn thở, hoặc ở đây nói là các cái chi thiền, tức là các cái danh pháp. Thì cái thân á, là sắc pháp, còn các thiền chi là danh pháp. Khi chúng ta chú tâm quan sát hơi thở, chú tâm rồi chúng ta có thân, thì lúc bây giờ mới có hơi thở. Tức là chúng ta thấy được do có thân cho nên mới có hơi thở, do có danh sắc cho nên mới có hơi thở. Rồi vị tỷ kheo quán pháp hoại diệt, tức là quán cái nhân làm cho hơi thở bị diệt. Hơi thở bị diệt khi nào? Khi thân này không còn nữa, thân này bị hư hoại, hoặc là cái mũi nó bị bịt kín, hoặc là khi chúng ta chết không còn tâm thức nữa, thì khi đó cũng không còn hơi thở nữa. Chính vì vậy vị ấy quán sự sanh khởi và hoại diệt nơi thân, tức là quán do đâu mà hơi thở có mặt, sanh ra và hơi thở sẽ chết đi vì lý do gì. Từ đó vị ấy thấy rằng ở đây có cái câu là có thân đây vị ấy an trú chánh niệm như vậy, có nghĩa là lúc bấy giờ chúng ta thực hành quan sát hơi thở đi đến một mức độ là mình thấy cái sanh diệt hơi thở có là bởi vì có cái danh sắc, tức là có thân và có tâm. Sở dĩ mình có thân và có tâm là bởi vì mình có đi đầu thai. Mà do mình có đi đầu thai, mình đi đầu thai là bởi vì mình tạo các nghiệp thiện ác quá khứ. Do mình tạo các nghiệp thiện ác quá khứ cho nên mình mới đi đầu thai. Mà do mình đi đầu thai cho nên mình mới có danh sắc, là có thân có tâm. Do có thân có tâm nên mình có hơi thở. Thì nó cứ lòng vòng, nó lẫn quẩn như thế.
Thì cái vòng tròn duyên khởi 12 nhân duyên chúng ta thấy rõ thông qua việc quan sát hơi thở. Rồi từ đó, đó chúng ta nản, chúng ta không còn sự luyến tiếc gì cả. Thì lúc bây giờ cái duy nhất mà chúng ta phải nương tựa vào, cái duy nhất mà chúng ta thấy ở đây là lúc bây giờ chỉ còn hơi thở. Ngoài hơi thở ra không còn cái gì cả. Bởi vì tất cả những thứ còn lại nó đều vô thường, nó đều vô giá trị, không đáng để mình bám víu. Thì lúc bây giờ ở đây chỉ còn hơi thở chứ không còn đàn ông, không còn đàn bà, không còn người, không còn chúng sanh, không phải ta, không phải của ta, vân vân. Thì lúc bây giờ nó không phải của mình, không phải của ai đó. Ở đây nó chỉ là hơi thở, chỉ có hơi thở thôi, chứ không có cái gì nữa trên. Thì như vậy niệm được thiết lập. Niệm được thiết lập để làm chi? Niệm được thiết lập nhằm mục đích tăng trưởng trí tuệ. Khi mà quý vị quan sát như thế, quan sát hơi thở, thấy được vòng tròn duyên khởi nơi hơi thở, sự sanh của hơi thở, sự diệt của hơi thở, do đâu hơi thở có, do đâu hơi thở mất, chúng ta thấy được tánh sanh diệt, chúng ta thấy được vòng tròn duyên khởi. Thì khi mà chúng ta thấy ở đây chỉ có hơi thở thôi, liên tục và liên tục như vậy, là chúng ta đang phát triển trí tuệ, là trí tuệ đang tăng trưởng. Và cái không an, cái an trú không phụ thuộc, ở đây chỉ là chỉ an trú không tùy thuộc vào dục vọng và không nương vào những quan niệm sai lầm. Tức là khi chúng ta thấy được cái bản chất của hơi thở nó sanh diệt như thế rồi, thì mình không còn sự ưa thích, không còn sự bám víu, mà mình chỉ thấy rõ nó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Cho nên vì ấy không dính mắc gì ở trên đời. Na chắc kinh chi lô kê upa di gia ti, tức là vì ấy không còn dính mắc bất cứ vật gì trên đời này, dù là vật chất hay tinh thần, tức là sắc pháp hay danh pháp. Nghĩa là khi chúng ta thực hành thiền hơi thở đến cấp độ này rồi, thì chúng ta không còn sự bám víu vào thân hay tâm nữa. Nghĩa là chỉ riêng việc thực hành hơi thở thôi cũng đủ để đưa chúng ta đến sự giải thoát giác ngộ rồi. Còn phương pháp thực hành thiền hơi thở thì sư đã nói. Ai nghe chưa hiểu, chưa biết, ủa rốt cuộc hành thiền hơi thở là hành như thế nào, thiền là như thế nào, thì vui lòng về nghe lại ha. Nó còn một đoạn ngắn thì sư nói luôn cho nó xong. Là tứ thánh đế trong phần niệm hơi thở, thì ở đây á là sự ghi nhớ trong từng hơi thở chính là khổ đế. Rồi tham ái trước đó làm nhân sanh của niệm là tập đế, tức là cái gốc sanh khổ. Nghĩa là do tham ái, do tham ái cho nên chúng ta mới có thân và có tâm. Do có thân có tâm nên mới có hơi thở. Thì cái tham ái đó đó chính là do tham ái mình mới tạo nghiệp. Do tạo nghiệp cho nên mình đi đầu thai. Do đầu thai có thân có tâm, có thân có tâm nên có hơi thở. Thì cái tham ái đó đó nó chính là cái gốc của khổ, tức là tập đế. Rồi cái sự chấm dứt, sự không xuất hiện, không khởi sanh của niệm và tham ái nữa, thì hai cái này, sự biến mất của nó chính là diệt đế. Hoặc quý vị hiểu một cách đơn giản là ái diệt. Ái diệt tức là diệt đế đó. Sự không có mặt nó nữa tính là diệt đế. Cái thánh đạo ở đây là sự thấu suốt tuệ truy, là mình hiểu mấy cái này nè,
Cái việc mà mình ý thức được, mình hiểu mấy chuyện này nè, là mình hiểu đây là khổ nè, đây là nguyên nhân của khổ nè, đây là sự chấm dứt khổ nè, thì đó là đạo đế. Có nghĩa là đạo đế là cái con đường đi đến sự ý thức rõ ràng đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, đây là sự chấm dứt khổ. Thì đó chính là tứ thánh đế ở trong phần niệm hơi thở. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành phần quán niệm hơi thở. Với những ai thấy bài học hơi nhanh thì quý vị có thể nghe lại, và đồng thời là xem xét cái bài giảng ở Thanh Tịnh Đạo về hướng dẫn thiền hơi thở sư đã có dạy rồi ha. Và bây giờ mời quý vị chắp tay, do sự phước báo chia sẻ chánh pháp thì xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh, mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thầy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện nhìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Mời quý vị đọc theo. Ít đằng mê bùn nhân Ít đằng mê bùn nhân Nịp bà na sa Nịp bà na sa Pạc cha yô Hồ tu tu Y măng nô Y măng nô Bùn nha phà găng Sắp ba sát tà năng Đề ma Sa thu Sa thu Sa thu. Chúc quý vị ăn.